Lấy tay ra giúp nào mấy cháu, lấy cái bịch ni lông ra. Rồi, đúng rồi. Rồi, cảm ơn các con. Rồi, hiện trường ổn định, hiện trường xong. Rồi, hiện trường ổn định. Bốn máy chạy. Rồi, cho em phục hậu kẻ. Rồi, 4 máy chạy. 3, 2. Cho luôn đi Hải ơi. 3, 2, 1. Chiêu. Chúng ta đang đến với trò chơi dành cho khán giả tại địa phương. Tham gia trò chơi ngày hôm nay gồm có 2 đội đúng không ạ? Bên tay phải của Linh là đội Phá Hồn, còn bên tay trái là đội Kiên Tâm. Hai đội sẽ tham gia trò chơi lùa dịch qua cầu thưa quý vị. Trước mắt chúng ta có 3 con vịt. Đội chúng ta từng thành viên sẽ lùa từng con vịt đi qua cầu và về vị trí điểm chúng tôi đã quy định sẵn ấp cái lồng này luôn. Đội nào mà lùa 3 con vịt đi qua cầu được là đội đó nhận được 3 triệu. Còn đội nào mà lùa không được, đội đó nhận 1 triệu thưa quý vị, hoặc là lùa ít hơn. Nhớ là lùa qua bên đó, mình ít lầu ở đó luôn nha. Nếu con vịt đi giữa đường mà nó ngay xuống, các bạn bắt đem lại từ đầu và bạn khác phải xuất phát. Các bạn hiểu chưa? Bỏ bây giờ, đội nào sẽ nhận được 3 triệu đây. Trò chơi lùa dịch qua cầu bắt đầu. Điện khai đi bạn, tình bạn lùa nha. Tình bạn lùa qua cầu. Đúng rồi, lùa cho đi trên cầu. Lùa cho đi trên cầu, không được cho đi xuống dưới. Đúng rồi. Dỡ cái lòng ra. Đừng ấp cái quá. Lùa quá, dỡ lọc cao lên, đừng lúc nữa, dỡ lọc cao lên nha. Rồi, mau, dỡ cao cái lồng lên, anh trai cũng chiến kìa, dỡ cái lồng lên, không lùa bằng lồng. Không lùa cái lồng, lùa cây luôn. Rồi, 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 rồi. Quá không? Hay quá. Đội ba hòn còn một con vịt nữa. Rồi, làm lại. Bắt lại đất nào, lùa lại từ đầu. Lùa nhẹ cho anh không? Rồi, rồi, về luôn. Anh trai em, đừng đi vô anh trai. Lùa về từ đó có một con nữa là được 3 triệu rồi. Rồi lùa nó lên đi. Đúng rồi. Để nó leo lên. Anh nghỉ nó đi. Ráng nó con. Rồi không được rồi. Lùa từ đây. Lùa lên rồi, không được đi qua cầu. Đổi về sao quá lại vậy. Rồi nó lên. Rồi. Làm sao mà nó đi luôn rồi. Nó làm biến đi rồi. Đó. Dỡ cao lên. Đó là nào rồi chứ tay. Đâu con nữa. Cố gắng qua luôn. Rồi còn một con nữa. Như vậy là 2 đội đó. Bác rồi lên đồng với nhau rồi. Cố gắng đợi bà con này đi trước rồi đó bác. Từ từ, bình tĩnh. Anh nghĩ đủ rồi. Dỡ cái lồng cao lên. Từ từ. Như vậy là chiến thắng thuộc về đội Bá Hồ.